Alo, xin chào tất cả bà con đang xem kênh ha. Thì tàu của mình vừa đánh lưới mọi người. Đây là mạng buổi chiều, giác buổi chiều ha. Thì đây, cá đang bơi trong lưới mọi người. Thì làm giác buổi chiều thì lên kênh đọc mọi người. Thì tàu của mình vừa ban lưới đêm xuống. Đó, đi tới quay cá cho mọi người coi ha. Đây cá đục đây mọi người đó, cá xương điếu ha, cá xương điếu đầu mùa đó. Thì anh em đang kéo lưới ha, thì mình vẫn mình quay một đoạn cho mọi người coi. Đây sau bao nhiêu kéo lưới cũng là xong ha mọi người. Thì bây giờ thì anh em trên tàu bắt đầu lấy cá rồi cho cá xuống hầm rồi vô đá rồi sáng mai bán nha mọi người. Rồi đi công đoạn rút cá ra sao cho mọi người coi luôn ha. Đó, cá được chụp cặp xuống hầm ha mọi người. Cá này thì khoảng được tầm cỡ 1 tấn đấy ha. Đây để mình quay cái hầm cho mọi người coi nè. Đó, cá được xuống cái hầm mà xuống đá liền nha mọi người, để cho con cá nó tươi ha. Đó, sáng mai vô bán cho nó tươi mọi người. Vào đá ha, cứ hai vật cá lên thì một vật cá là một bao đá như vậy mọi người. Đó, đập mũi nước luôn. Đó mọi người xem video thì cho mình xin một like luôn nha. Còn bạn nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh để ủng hộ theo dõi ha. Do bữa nay chi phí xăng dầu cao quá thì tàu của mình hạn chế đánh bắt xa bờ mọi người, làm gần bờ thôi. Nếu mà đánh bắt xa bờ quá thì chi phí lớn quá. Lên là xuống dưới hầm. Nãy giờ là được nửa hầm rồi mọi người, nửa hầm. Nửa hầm thì khoảng được tầm cả 1 tấn rồi, 1 tấn cá. Đó. Đó, xuống cắt. Cá xương điếu đầu mùa cho nên nó nhỏ rồi nha. Đó. Thank you.
cá còn nhiêu đây mọi người, còn tầm 2 vạt cá này nữa là hết rồi ha, khoảng tầm hơn 1 tấn cá luôn. Chào tất cả cả nhà, thì tàu của mình mới làm giác lưới xong mọi người, thì được cỡ 7-8 tạ cá thôi. Thì bà con nào mà có muốn lấy cá bên mình bán hay là ăn gì đó thì cứ liên hệ số điện thoại bên dưới ha. Thì bây giờ tàu tiếp tục trong đèn mọi người, thì khoảng 12 giờ là bắt đầu làm một giác nữa là chạy vào cảng để bán luôn. Rồi anh em đang câu mực mọi người, anh em tranh thủ câu mực ha. Đó, người đang trong đèn thì mọi người nhớ đón xem giác lưới tiếp theo để làm có gì không ha. Thì hôm nay mình sẽ quay về cảng bán cá luôn. Rồi nếu anh chị em nào ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu mà được thì hợp tác mình làm ăn lâu dài luôn ha. Đó, hiện tại bây giờ là mình đóng cá vào quận 12 mọi người. Đó, cũng... Đó, bây giờ là 5 giờ sáng mọi người, tàu của mình đang tiến vào cửa biển để đi vào cảng để bán cá. Thì video của mình ngày hôm nay thì xin được kết thúc tại đây ha. Hẹn mọi người một video lần sau.